Chào toàn thể các bạn thợ đánh chim khuyên nhé. Hôm nay lại vỡ trận chim khuyên rồi anh ạ. Cái đồi mới đánh phê quá. Cái này chắc phải được 5-60 anh ạ. Cái thời điểm này anh em nào mua lưới thì liên hệ cho em nhé. Lưới đánh khuyên ấy. Lưới này có khổ 10m, 20m và 30m. Tiếng thì hỗ trợ cho anh em đánh nhé. Tiếng này. Anh em thấy thực tế này. Đấy, chìm dính này. Để dã man. Tay lưới này là tay 15m anh ạ. Chạy khóa chéo kia thôi. Đấy. Xem có con nào đột biến không anh em. Đấy, đánh thì nhịp này gỡ tầm 100 thì nó chỉ được 200.000 thôi anh ạ. Đấy, còn nhịp sau làm 200 nữa là 4 lít rồi. Đấy. Đánh tầm này thì nó nhiều nhưng nó rẻ anh ạ. Được cái chim cứ đóng vào là dính. Giờ nó kêu ngoài đầy anh ạ. Tinh bụng trắng thôi. Lần đỏ đi lúc đầu vụ thì hết rồi. Đây. Lưới thì nhôi cọc hoàn thiện cho anh em rồi nhé. Về các bác chỉ được trăng ra các bác đánh. Cánh này nhiều quá. Cánh này được nhiều. Yêu cánh này nó như xúc xích anh em. Đấy. Con này đẹp chưa? Chim đực đây. Lưới mắt 3 phân, sợi là 0.11 anh em. Và thực tế chim nó dính ở lưới thì anh em nhìn thấy thực tế này. Đấy thì anh em có nhu cầu sử dụng về lưới đánh khuyên thì liên hệ cho em. Tiếng tăm thì em hỗ trợ cho anh em rồi, nên là anh em cứ yên tâm. Dính nhiều lắm, cả trên cả dưới giờ nó vẫn ở ngoài đầy. Xếp được nhiều lưới thì nó sẽ được nhiều chim hơn anh ạ. Thường thường em đánh thì mọi lần thì đánh 4-5 cánh ấy. Bãi này thì nó gọn gọn thì đánh 3 cánh thôi là được. Đấy, một cánh 15m, hai cánh 20. Giờ nó vẫn ăn dù dìu kìa. Đây. Đấy, đấy chim khuyên này. Mấy đâm vào mắt. Chiu chiu. Kiếm được con cánh trắng thì được nhiều tiền hơn anh em. Đây này. Ba cánh, cánh nào cũng đẳng sập cấp anh em. Đây. Ui giời, nhiều. Nhiều quá anh em. Này phải chăm. Ui giời này. Sợ thật, cánh này nó phải dã man con nhà này nhỉ. Như xúc xích anh em. Các bác có nhu cầu sử dụng cái dòng lưới chim chuyên chim khuyên này thì anh em liên hệ nhé. Nhiều thật. Ok các bác nhé. Các bác mua lưới thì liên hệ.